Nhằm phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ra văn bản chỉ đạo yêu cầu người dân bắt buộc đeo khẩu trang ở khu vực công cộng như quảng trường, phố đi bộ. Thế nhưng theo ghi nhận của chúng tôi, vào chiều ngày 2 tháng 1 tại khu vực phố đi bộ Hà Nội, không nhiều người dân thực hiện yêu cầu này, mặc dù tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến mới trong những ngày gần đây. Thời tiết dễ chịu, mật độ người dân đến phố đi bộ khá đông vào dịp đầu năm. Tuy nhiên, rất nhiều người không đeo khẩu trang. Khi được hỏi, những người này luôn có lý do để bao biện cho mình. Thực ra là tôi vừa mới chụp ảnh ở bờ hồ xong, cho nên là đã tháo khẩu trang lúc chụp ảnh thôi. Thôi xong bây giờ thì sẽ lại đeo vào để đi tiếp, bởi vì là thực ra cái điều đấy là cực kỳ có ý nghĩa và quan trọng. Ồ, chắc là cũng hơi sơ suất một chút ạ. Vâng. Cũng mang đi nhưng mà quên mất, xuống lên nơi thì mãi trông bé nên là quên không đeo. Điều đáng nói là cuối tháng 10, thành phố Hà Nội đã ra quy định cấm người không đeo khẩu trang vào phố đi bộ. Ngày 15 tháng 11, hành vi không đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 ở nơi công cộng cũng bị tăng mức phạt lên gấp 10 lần, từ 100.000 và 300.000 đồng trước đó lên đến 3 triệu đồng. Thế nhưng, theo ghi nhận của phóng viên, không thấy xuất hiện bóng dáng lực lượng chức năng nhắc nhở hay xử phạt người dân vi phạm. Gia đình nhà tôi thì đến đây từ hôm qua đến nay, và buổi sáng hôm nay thì tôi cũng gặp là có một đồng chí là cũng đi nhắc nhở về cái việc đeo khẩu trang. Nhưng mà đây là một ngày lễ mà tôi thấy là người dân đi lại rất là đông, nên là cái việc mà đi nhắc nhở thì vẫn còn rất là mỏng. Và tôi mong rằng là địa phương và các cấp chính quyền là nên đề phòng và nhắc nhở người dân để làm sao đảm bảo về cái việc là phòng chống dịch bệnh chính cho bản thân mình và cho toàn xã hội. Tôi đến đây chơi cũng khá lâu nhưng mà tôi cũng chưa thấy cái một lực lượng chức năng nào là nhắc nhở người dân. Tôi mong muốn là chính quyền Hà Nội cũng nên mạnh tay hơn nữa đối với những người là chưa có ý thức trong cái việc là giữ gìn sức khỏe cho bản thân mình và cho mọi người xung quanh. Với mật độ người dân tụ tập tại nơi công cộng rất đông trong dịp lễ, nếu lực lượng chức năng không mạnh tay xử lý và chính những người dân không tự nâng cao ý thức bảo vệ mình và cộng đồng thì quả là rất đáng lo ngại.